giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tiết lộ tính cách thật của ca sĩ Cẩm Ly khiến nhiều fan cũng bất ngờ. Cẩm Ly là nữ ca sĩ có tiếng tăm trong làng nhạc Việt. Chỉ khi các thế hệ trẻ lên ngôi, sức nóng của cô mới giảm dần, song vẫn giữ được những khán giả yêu thương. Trong đoạn video hậu trường, bài hát đầu tiên, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân còn tiết lộ về tính cách nhẹ nhàng, sự vô hại của nữ ca sĩ khiến nhiều fan bất ngờ. Mới đây, chương trình bài hát đầu tiên tung video hậu trường với sự xuất hiện của Cẩm Ly cùng chồng Minh Vi, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Tại đây, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chia sẻ những thông tin thú vị. Hồng Vân nói xấu đàn em. Về Cẩm Ly mà nói thì tôi thấy nó không có gì xấu hết. Cẩm Ly vô hại lắm. Tức là nhìn thấy nó, tôi không thấy có sự chụp giật nào. Lúc nào nó cũng bình thản, bình thường, suốt ngày bị thằng Minh Vi la hoài. Hồng Vân còn nói thêm Cẩm Ly bao giờ cũng từ tốn. Lúc trang điểm, nữ ca sĩ cũng từ từ, ăn uống thì để người này, người kia đút cho một miếng. Thậm chí đến giờ quay, cô cũng vẫn chậm rãi. Đến giờ quay, nó cũng nhẹ nhàng say đắm đi ra, chẳng hề vội vàng sốt sắng. Thằng Minh Vi phải nhắc, tới giờ rồi kìa, lẹ đi kìa. Bị nhắc như vậy, đáng lẽ người ta phải màu màu chóng chóng. Vâng anh cho em một tí, nhưng không, nó vẫn nhẹ nhàng, từ từ bình thường, coi như không nghe gì hết, cứ từ từ đi ra quay. Dù thường xuyên bị ông xã Minh Vi la, nhưng Cẩm Ly vẫn luôn hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình. Năm 2004, cô kết hôn với Minh Vi, sau đó có hai đứa con gái. Cẩm Ly từng bị mất giọng, phải nghỉ hát một thời gian. Sau khi hồi phục, cô cũng ít xuất hiện, dành thời gian vun vén cho gia đình nhiều hơn. Nhiều năm qua, ông xã luôn là người đứng sau, hỗ trợ cho sự nghiệp ca hát của Cẩm Ly. Hôn nhân không tránh khỏi những lúc thiếu vẹn toàn. Song Cẩm Ly và chồng giữ nguyên tắc vàng chính là đàn một dây căng thì dây kia phải dùng. Nhờ vậy, cả hai dễ dàng vượt qua những lúc bất đồng quan điểm. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.